Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 9 là ngày tránh thai thế giới. Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế cho biết, hiện nhu cầu về biện pháp tránh thai hiện đại ở nữ giới ở độ tuổi 15 đến 24 chưa được đáp ứng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến hưởng ứng lễ kỷ niệm lần thứ 15 nhân ngày này do Bộ Y tế tổ chức. Theo các kết quả điều tra của Bộ Y tế cho thấy gần 30% nhu cầu về biện pháp tránh thai hiện đại ở nữ giới độ tuổi 15 đến 24 chưa được đáp ứng. Tỷ lệ phá thai bao gồm cả phá thai ở độ tuổi vị thành niên và thành niên còn cao. Tỷ lệ vô sinh nhất là vô sinh thứ phát đang có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, cứ 100 ca phá thai của nữ giới ở độ tuổi 15 đến 49 đang có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Đáng lưu ý, rất nhiều trường hợp lựa chọn phá thai tại những phòng khám chui, các cơ sở y tế không được cấp phép, nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng, thủng tử cung, thậm chí đe dọa tính mạng. Cứ 1.000 vị thanh niên trên thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 thì có 18 người đã từng phá thai. Tỷ suất sinh con trước tuổi thành niên từ 10 đến 17 tuổi là 3,3 phần nghìn. Tỷ lệ phá thai ở nhóm vị thành niên và nhóm trưởng thành còn cao, phá thai lập lại khá phổ biến.